Kinh Phước Báo của Tạo Lập Hình Tượng Phật Lúc bấy giờ Đức Phật đi đến vườn cây của trưởng giả Mỹ Âm ở trong nước Bất Tỉnh. Vị quốc vương của nước này tên là Xuất Ái, chỉ mới 14 tuổi. Khi nghe tin Phật đang đến, nhà vua liền sai quần thần và đoàn tùy tùng đều đi theo hộ giá để ngành tiếp Đức Phật. Khi trông thấy Thế Tôn từ nơi xa, trong lòng của ngài vui mừng hớn hở khùng xiết nhà vua ra lệnh dừng xe rồi xuống xe đi bộ và không cho quần thần cùng đoàn tùy tùng với những người cầm lọng theo hầu nhà vua liền đi về phía trước rồi cúi đầu đảnh lễ sát đất khi ngài đảnh lễ xong thì đứng dậy rồi lại đi về phía trước và làm tiếp tục ba lần như thế đức phật bảo đại vương hãy đến đây lúc đó nhà vua đi tới ở trước phật rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của phật giữ phật ba vòng hai gối quỳ chắp tay và thưa với phật rằng trên cõi trời và dưới chốn nhân gian không một ai có thể sánh bằng phật khuôn mặt và thân thể của phật hôm nay phóng ra ánh sáng hiển hách còn ngắm nhìn đức phật mãi mà không chán mỏi phật là bậc thầy của trời người lòng từ của phật rải khắp đến muôn loài đức phật lặng yên không trả lời nhà vua lại thưa với phật rằng thưa thế tôn người làm thiện tất được phước nhưng nó sẽ đưa họ về đâu sau khi phật đi rồi con e rằng sẽ không còn thấy phật nữa con muốn làm hình tượng của phật để cung kính phụng thờ vậy thì sau này con sẽ được phước gì kính mong đức phật thương xót mà thuyết giảng cho con con muốn biết việc ấy Lúc bấy giờ Phật Bảo Đại Vương trẻ tuổi rằng: "Điều Đại Vương hỏi rất hay, hãy lắng nghe lời ta nói, khi nghe rồi hãy ghi nhớ vào lòng." Nhà vua liền cúi đầu thưa rằng: "Dạ, con xin vâng lời Phật dạy." Phật Bảo nhà vua rằng: "Ta bây giờ sẽ thuyết giảng về phước đức có được của người làm hình tượng Phật cho ngài rõ." Nhà vua thưa rằng: "Dạ, con xin tạ ơn ngài." Đức Phật bảo, nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ có đôi mắt trong sáng, diện mạo đoan chánh, thân thể và tay chân luôn xinh đẹp, mềm mại. Giả sử họ sanh lên trời thì đôi mắt trong sáng và diện mạo đoan chánh của họ cũng trội hơn chư thiền, do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy. Nếu ai làm hình tượng Phật thì ở đời sau họ sẽ không gặp các việc ác thân thể đều hoàn chỉnh sau khi chết họ sẽ sanh lên cõi phạm thiên lại nữa tướng mạo đoàn chánh với tuyệt đẹp vô song của họ sẽ vượt hơn các thiên chúng khác và còn được chư thiên cung kính do làm hình tượng phật nên mới được phước như vậy nếu ai làm hình tượng phật thì ở đời sau họ sẽ sanh vào nhà tôn quý có thế lực tuổi thọ và sức khỏe của họ vượt hơn người thế gian ở mọi nơi sanh ra họ sẽ không sanh vào gia đình bần cùng do làm hình tượng phật nên mới được phước như vậy nếu ai làm hình tượng phật thì ở đời sau họ sẽ có thân hình xinh đẹp với màu vàng tím và đoan chánh không ai sánh kịp họ sẽ luôn được mọi người kính mến và thương yêu do làm hình tượng phật nên mới được phước như vậy nếu ai làm hình tượng phật thì ở đời sau họ sẽ sanh vào nhà phú quý Tiền tài trân bảo nhiều chẳng kể xiết, họ sẽ luôn được cha mẹ anh em thương yêu và thân bằng quyến thuộc kính trọng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy. Nếu ai làm hình tượng Phật thì ở đời sau họ sẽ thường sanh vào nhà đế vương, vương hầu hoặc trong gia đình lương thiện ở châu Thẳng Kim. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy. Nếu ai làm hình tượng Phật thì ở đời sau họ sẽ làm đế vương. Ở trong hàng vua chúa, họ lại là đấng tôn quý nhất, được các quốc vương quy phục và kính ngưỡng, do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy. Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm vua chuyển luân. Tất cả các quốc vương ở bốn châu thiên hạ đều thần phục và làm quyến thuộc của họ. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy. Nếu ai làm hình tượng Phật thì ở đời sau họ sẽ làm vua chuyển luân có thể lên trời và trở về tùy ý mọi việc làm không có gì mà chặn đến nơi đến chốn do làm hình tượng phật nên mới được phước như vậy nếu ai làm hình tượng phật thì ở đời sau họ sẽ sanh lên cõi phạm thiền thọ mạng dài hơn một kiếp có trí tuệ thù thắng vô thượng và không ai sánh bằng do làm hình tượng phật nên mới được phước như vậy sau khi thọ hết phước ở cõi phạm thiên họ lại sanh xuống trong một gia đình hiếu thuận và biết phật pháp do làm hình tượng phật nên mới được phước như vậy nếu ai làm hình tượng phật thì ở đời sau họ sẽ được cha mẹ thương yêu và quý trọng sau khi mạng chung họ lại được sanh lên trời do làm hình tượng phật nên mới được phước như vậy nếu ai làm hình tượng phật thì sau khi chết họ sẽ không bao giờ còn sanh vào đường ác. Họ sẽ luôn biết tự kiềm chế và cõi lòng luôn hướng về Phật Đạo. Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ tôn trọng kinh điển. Lòng họ luôn muốn cúng dường tháp Phật với nhiều loại hoa đẹp, hương quý, lụa nhiều màu, thắp đèn và các kỳ trân dị bảo trên thế gian. Vô số kiếp về sau, họ sẽ đắc đạo tịch diệt của Phật những ai có tâm ý muốn dâng lên trần bảo vi diệu để cúng dường Phật thì đều không phải là người thường. Họ nhất định đều là những vị cũng đã làm hình tượng Phật và tu đạo Bồ Tát ở đời trước. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy. Nếu ai làm hình tượng Phật thì ở đời sau phước báo của họ sẽ không có cùng tận, chẳng thể nào nói cho xuể. Cho dù có thể đông lường hết sạch nước ở sông và biển trong bốn châu thiên hạ nhưng phước có được của họ từ việc làm hình tượng Phật thì còn gấp 10 lần so với nước ở sông và biển trong rất nhiều bốn châu thiên hạ kia. Ở vào đời sau, họ sẽ được người kính mến và trợ giúp. Người làm hình tượng Phật được ví như người có ngôi nhà bền vững, dù trời mưa đi nữa thì họ vẫn không gì phải sợ. Nếu ai làm hình tượng Phật thì sau khi chết, họ sẽ không còn sanh vào các đường ác, gồm có địa ngục, ngạ quỷ và bàn xanh Nếu ai thấy hình tượng Phật, rồi với lòng cung kính, họ chấp tay và quy y ở trước tháp xá lợi của Phật, thì mãi đến trăm kiếp về sau, họ sẽ không bao giờ còn sanh vào chốn bàn sanh, ngạ quỷ hay địa ngục. Sau khi chết, họ liền sanh lên trời. Khi thiên phước đã hết, họ lại sanh xuống nhân gian trong một gia đình giàu sang có thế lực, và những sự phước báo của họ thì không thể nào kể xiết. Cuối cùng, họ sẽ đắc đạo tịch diệt của Phật. Phật bảo vua xuất ái. Người làm thiện mà tạo hình tượng của Phật thì sẽ có phước như vậy đó, quyết không hư vọng. Lúc bấy giờ vua xuất ái dùng kệ tán thán Phật rằng Phật là bậc đại thánh, thuyết pháp cho chúng sanh ở tại nước bất tỉnh, trong khu vườn Mỹ Âm. Bấy giờ vua xuất ái chắp tay thưa hỏi rằng nghe phạm âm chân thật bất động trong phước thành ai làm hình tượng phật sẽ được phước báo gì lúc bấy giờ thế tôn nói kệ đáp rằng đại vương hãy lắng nghe phước địa rộng vô tận phước đức chẳng ai hơn do làm hình tượng phật luôn sanh nhà đại phú tôn quý nhiều trân bảo quyến thuộc thường cung kính do làm hình tượng phật đời đời không hoạn nạn luôn được mở thiên nhãn, mắt đẹp màu xanh biếc, do làm hình tượng Phật. Cha mẹ thấy vui mừng, thương yêu không hề chán, đoàn chánh uy đức lớn, do làm hình tượng Phật. Rực sáng thân màu vàng, đẹp như tượng sư tử, chúng sanh thấy hoan hỷ, do làm hình tượng Phật. Sanh ở châu Thắng Kim, trong dòng dõi quý tộc, hay đại tánh Phạm Chí, do làm hình tượng Phật không sanh chốn biên địa, không mù, không xấu xí, sáu căn luôn hoàn chỉnh, do làm hình tượng Phật. Khi sắp gần mạng chung, biết được việc đời trước, thấy Phật ở trước mặt, khi chết chẳng đau đớn, do làm hình tượng Phật. Hoặc làm đại đế vương, hoặc kim chuyển luân vương, chủ bốn châu thiên hạ, do làm hình tượng Phật. Hoặc làm năng thiên đế, thần túc có uy đức, vua trời tam thập tam do làm hình tượng phật hoặc ra khỏi cõi dục làm đại phạm thiên vương phạm chúng đều cung kính do làm hình tượng phật ai khắc vẽ tượng phật sẽ thọ phước như thế trời đất còn lường được phước đó chẳng thể lường cho nên cúng dường phật hương hoa rưới nước hương cúng dường bậc đại sĩ lậu tận được vô vi khi Phật thuyết kinh này xong, nhà vua vô cùng hoan hỷ, liền đứng dậy, đảnh lễ ở trước Phật với trán chạm vào chân của Phật. Bây giờ các vị bích Xu, bích ni, thanh tĩnh nam, thanh tĩnh nữ, cùng 500 quần thần tả hữu đều sanh tâm hoan hỷ và đảnh lễ Đức Phật. Lúc mạng chung, họ đều vãng sanh về quốc độ của Đức Phật vô lượng thọ và được làm những vị đại Bồ Tát tối tôn đệ nhất. Khi nghe lời Phật dạy, Vua xúc ái rất vui mừng, tính thọ, liễu giải và liền đắc quả nhập lưu. Kinh Phước Báo của Tạo Lập Hình Tượng Phật